Tan tan tan. Các em ơi, các em có biết ai vừa chạy qua đây không nhỉ? Chính xác, đó là bạn gà Chip đấy. Không biết tại sao mà bạn Chip lại chạy nhanh như vậy nhỉ? À, hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm bạn gà Chip biết chạy nhé. Đầu tiên, chị sẽ tô màu cho bạn gà Chip này. Sau đó, chị cắt một hình tròn làm điểm cho chiếc cánh. Tiếp theo, chị lấy một hình vuông màu đỏ làm mào. Dán lên phía trên cốc. Một đôi cánh dài màu xanh dương. Chị chọn màu vàng, cắt theo ô của giấy thủ công. Chị cắt một hình vuông. Sau đó, cắt đôi hình vuông theo nếp gấp. Và chị đã có một chiếc mỏ rồi. Bây giờ chúng mình cùng vẽ mắt cho chú gà nhé. Chị dùng nịt quấn quanh pin. Dùng băng dính cố định lại. Cắt hai bên chiếc cốc với đoạn 0,5 cm để cố định hai đầu. Giúp chú gà Chip có thể chạy bằng cách xoắn pin khi thả tay ra đấy. Chúng mình cùng làm và thi xem bạn gà nào chạy nhanh hơn nhé. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em.